Chào buổi sáng các bạn nha. Hôm nay thời tiết hơi se se, lạnh lạnh. Cuối tháng 9 nè các bạn, xe nè. Xe này vừa mới ráp lại đó các bạn, với lại tin cái kiến. Ráp lại cái màu. Đây là đang ở trong mát ha. Màu giống màu quân đội. Một hồi nữa nắng lên á thì cái màu nó sẽ đậm hơn xíu. Thêm cái kiến các bạn cho nó đen hơn xíu. Các bạn thấy không, cái chữ foundation nó nổi mà. Đẹp quá luôn á.